Rồi, hello anh em, đã quay trở lại với kênh của Minh Baker ha. Thì hôm nay thì anh em nhìn là anh em cũng biết cái gì rồi ha. Bây giờ tại mình thiếu người cho nên không có ai quay cho mình, quay cái bản mặt mình. Đó, đó một, đây, đây mình bây giờ sẽ quay hiện trường rồi đó. Đánh đèn vô, tại trời tối quá đánh đèn vô rồi đó, thấy không? Đánh đèn thiếu người, người quay là mình, người dẫn chuyện cũng là mình. Thì đây, thì mình mới về cái con su này nè. Đó, thì nó là màu đỏ, su thì rất là đẹp. Đó, xe nào cũng đẹp mới hết. Còn cái con này là anh em biết rồi ha, thì hôm qua là của một cái anh kia, anh hôm qua mình đăng clip á, là anh mua con này. Anh mua con này rồi nhưng mà ảnh hợp phong thủy màu này hơn, mình cho đổi bù luôn. Thì à, bây giờ hiện tại anh đã đổi qua cái con này đó, anh đã đổi qua con này đó. Rồi anh ngồi anh thử R15 nữa rồi. Đó thì hai con, thì con này nó mới hơn con này xíu ha. Thì con này anh em nào mua mình để lại 47.500.000 con này nè nha, con này nha anh em, anh em mua là 47.500.000 đó. Còn con này là đã bán. Rất là đẹp, xe nào về cũng phải đẹp, phải keng giống gì. Đó, thấy chưa anh em. Con này thì có lên ốp nè, mở ra bên trong là như mới luôn. Cái ốp này nè, mở ra bên trong là như mới luôn. Đó, cái này nữa, mở ra trong là như mới luôn. Lên ốp rồi, còn con này không có ốp thì ốp nó sẽ nhỏ hơn. Biển số đúc gầm. Đó, anh em thấy chưa. À, lên ốp là nó sẽ bự hơn, sẽ so sánh cho anh em thấy. Rồi, rồi sao anh mình bên xe xuống này chứ, bên xe xuống đi anh. Em hả? Sao? Anh xuống em ngồi đi. Sao sao thích con này, sao thích con này? Đâu có thấy mặt đâu. Ờ, sao đâu? Con này màu đỏ đẹp hơn hả? Nó đẹp chứ, nó hợp phong thủy đúng không? Đồ chơi nó nhiều. Ừ, ảnh đổi về ảnh bù lên. Đó, bên mình là có cho đổi xe. Rồi đổi phân khối lớn, bất kỳ xe nào bù trừ hợp lý. Rồi ok. Rồi em để cái đèn lên chiếc Z nè. Đó, đúng rồi. Rồi dắt xe xuống, ben xuống, so sánh cho hai anh em. Thử đi, thử đi, thử test hết đi. Nè, em mở xi nhan rồi test hết cho ảnh đi. Còn anh kêu anh đổi xe ngon, lấy anh lấy xe dở nữa. Đôi đổi xe này hả? Đó, con này thì ừ đó, con này rồi test hết toàn bộ rồi đó. Xe này mới lắm, xe này khỏi cần test nữa. Con này mới tinh nè, anh em thấy không, nhìn dĩa là mới tinh đó. Quay gần cho anh em xem, mới tinh nè. Nè, vỏ còn chỉ luôn nè, thấy chưa anh em. Mới tin nè, bình dầu nè, xe mới cáo luôn. Con kia cũng mới nhưng mà mới không bằng nha. Con này mới mà mới không bằng, tại nó màu đen nhám á. Nó nhìn chất không. Con này cũng quá đẹp. Rồi, dắt xe xuống cho anh đi. Dắt xe xuống cho anh về. À, cho anh em ngắm đi, đẹp tuyệt vời. Keng nha, giao xe keng về bữa mà quay lại thấy xe cũ là à, biết sao không phải quay clip chứ, con bữa nói xe cũ nữa, quay lên cho mọi người đều thấy. Bên nào anh? Dạ, bên xanh bên đỏ chứ. Không, không có. Giờ này ai đâu gắn nữa. Không có anh, cái đó phải gắn thêm à. Gì hơn. Rồi xuống. Rồi giờ còn em này, bao mạnh luôn.
chỉ có 47.500.000 là anh em có thể mua được em nó. Đó, biển số Đồng Nai 60C2 78488, biển số đẹp nha anh em, chính chủ nha, còn ủy quyền anh em ủy quyền về chạy thoải mái nha. Rất là đẹp, cho anh em ngắm nè, để mở xi nhan lên cho anh em xem. Dạ dạ rồi anh để đó đây. Đó, đẹp không? Xi nhan bên đây nè. Đó, ken không? Đó, đẹp. Rồi, cảm ơn anh. người soi đèn cho sáng, tại giờ tối quá. Rồi, giờ xuống dưới. Được anh, tắt đèn nha. Đẹp không anh em? Quá tuyệt vời. Giờ sao? Thôi mất cái này nguy hiểm lắm, cái này bỏ trong túi đi. Bây giờ tháo ra bỏ túi, cà vẹt bỏ bóp. Con này con với số nó mượt hơn. Ơi được. Con kia nó mạnh hơn. Rồi, quá đẹp luôn. Ủa giờ anh chạy về luôn đúng không? Chúng ta về thôi chứ ở đây có chỗ ngủ không? Có luôn. Chỗ ngủ chung vậy. Lên ngủ chung ngáy nè. Tối anh em tâm sự. Tối anh em chúc bầu tâm sự. Sao vui ta, ngày nào ông lấy xe là cũng có đây xuất hiện á. Xe này xuất hiện. Ừ. Coi hai anh em cuối đời về với nhau đi. Chơi gì? Hai anh em chơi xe để anh em cầm. Chạy rành chưa? Hôm qua giờ anh chạy rành chưa? Cũng đỡ đỡ rồi. Rồi giữ giấy tờ kỹ giùm em cái nha. Mất là khóc luôn á, mất là anh ôm chiếc xe đi luôn á, không buôn bán gì được á. Anh em đây chơi rất là vui vẻ luôn. Ở đây anh em chơi vui vẻ. Rồi, rồi, rồi. Quá trời. Nay lên chống trộm nữa. Cho xin một đồng cặp đi. Ừ, lên lấy cho anh cặp bao tay, dắt anh lên cho anh lựa. Nhỏ nha. Không, không, anh lên lựa luôn đi. Anh lên lựa cặp bao tay luôn đi. Không không, cho dắt anh lên lựa luôn, anh đeo đi. Bấm thang máy lên. Bấm thang máy. Thay vì bao tay người khác em tặng đúng không? Bao tay người khác em tặng. Còn anh là em lấy rẻ 1 triệu 1 cặp. Nghe em muốn bỏ về luôn. Ai như ổng không? Đi con kia thấy con đỏ hợp phong thủy hơn đổi. Anh đổi anh có bù nha anh em, chứ không phải đổi ngang nha, bù tiền á. Đổi ngang cái là bỏ nghề luôn. Đổi ngang cũng không cho lấy đâu. Không, như hôm này không đổi ngang, ổng đổi Ninja 300 lấy rồi 15 thì do ổng đổi liền. Đó, đó mình đổi liền luôn á. Đổi liền luôn. Nó Ninja 300 mà anh em. Đó. Đẹp không? Mới can xà beng luôn. Đó, quay lên hết luôn đi, mở đèn lên, quay lên hết luôn đi. Ảnh khoe, anh mới lên chống trộm. Chống trộm anh lên hết nhiêu? 650. 650 hả? Cũng rẻ, mà sợ xài nó vô nước. Cái đèn này màu vàng hả, chứ không phải màu trắng hả? Trắng vàng luôn. Trắng vàng, à vàng là phá xương hả, ok. Trắng vàng luôn. Ủa, em đội giống thằng này, giống nửa đêm nó đứng quá. Đỡ nó hiểu nó đứng.
Anh thay lại đèn led đúng không? Đèn led là hết nhiêu ta? Hết hai cái này có 700. 700 ngàn là nguyên cặp luôn, hai bên luôn 700. À lỗ tốt á. Bán không? Dạ. Nó gắn đèn tùm lum không? Cái gì vậy? Hả? Lên lấy cái điện thoại để... Ủa? Bù cái điện thoại mà, nói gì vậy? Anh bù cái điện thoại mà. Điện thoại nó không tới 3 triệu không? Chạy rành rồi đúng không? Chạy rành đúng không? Đó, ảnh là cái người không mua clip hôm qua đó anh em. Anh em xem clip thì anh em sẽ để ý nha. Đó, anh em mình quay chủ yếu là cho anh em thấy là ở đây anh em mình chơi rất là vui vẻ, hòa đồng. Xe lớn, xe nhỏ luôn, không có ai cà khị ai hết á. Từ Ninja 300 đó, ảnh qua chơi với mình, ảnh mua xe mình xong qua chơi với mình. Tới gửi tích luôn, anh em rất là vui vẻ. Còn anh em nào thích cà khị thì mình lấy vàng này ra chạy vòng vòng chơi. Ở đây chơi vui thôi, đó. Chủ yếu là anh em, đó, chứ không phải là chiếc xe. Chiếc xe nó chỉ là cái phương tiện đi lại thôi nha anh em. Xe chỉ là phương tiện đi lại thôi, còn cái chính á mình chơi chung với nhau, mình vui vẻ, hòa đồng. Lớn nhỏ gì cũng là xe. Nó cũng là một chiếc xe, chỉ là một chiếc xe, chỉ là một cái để phương tiện đi lại. Không có lấy nó để làm thước đo lòng người nha anh em. À, anh em chơi với mình thì phải tính giống mình thì mới chơi lâu dài được. Chứ mà chơi với mình mà cứ hơn thua nhau là không bao giờ vô đây chơi được nha anh em. Đâu? Cái bản số này là bản số Lộc Phát nè, đó. Lộc Phát của tiếng Tàu á. 68 là con gì ta? 68 là con gì? Lộc Phát thôi là thể hiện cho giàu sang phú quý. Đồ ghê. Okay. Mua con xe này là giàu liền hả? Ghê. Okay. Hồi chưa thấy giàu. Ninja 300 cái form nó đẹp kìa. Ừ. Cái form đẹp ghê. Anh xả rác bừa bãi anh. Ủa xong lấy bọn tay màu đỏ, lấy bọn tay màu xanh. Người ta thích màu xanh phong thủy. Trời ơi. Nó ấy vừa là mình mang luôn. Ít là không biết. Anh cái này á anh mang thời gian nó mới ôm vô cái tay anh. Cái mới mà hơi cục này hơi cứng nè, một thời gian nữa nó mới êm. Mới mà. Rồi. Chết luôn. Bye bye anh em. Đổi luôn à. Ngắm nó lần cuối nha. Rồi, còn con màu đen nha anh em. Anh em thích con màu đen thì cứ quẹo lựa nha.